Dành cho các bạn luôn. Vào những năm thế hệ của ID 8 số 9 số thì nổi tiếng với kỹ năng bắn ngồi xuống đứng lên, hay nói cách khác là nhấp nhô tô cô. Với kỹ năng này thì các bạn lấy đầu địch trong chưa đầy một lốt nhà. Nhưng theo thời gian, kỹ năng này đã được fit lại và thay vào đó là kỹ năng kéo tâm. Với kỹ năng này thì hầu hết 100% người chơi Free Fire đều có thể làm được. Nhưng vừa qua đã nổi lên một tuyệt đỉnh kỹ năng có tên bách giáp. Đây là một kỹ năng bắn đã có từ rất lâu rồi, nhưng hầu hết người chơi Free Fire không biết đến nó hoặc không thể thực hiện được nó, bởi vì độ khó của kỹ năng này cực kỳ là cao. Bình thường các bạn hay nhảy về phía trước để giao tranh với địch. Với kỹ năng này thì ngược lại, các bạn phải giật ngược về sau, quan sát và kéo tâm. Để học được kỹ năng này thì các bạn mất ít nhất 1 tuần, thậm chí là cả tháng mới học được. Và trong đây có bao nhiêu bạn làm được? Comment cho mình và các bạn cùng biết nha. Mấy xu huynh mà đang cần ký bạc uy tín thì đừng quên ghé vô tiểu sử của sư đệ nha. Một thằng đồng đội óc lợn đã nằm xuống rồi. Bên này có một cô gái đang ngắm vẻ đẹp trai của thầy các em ạ. À, lũ cái đầu ra là thầy cho bay nồi cơm điện ngay, lại được mấy thằng đồng đội này nữa. Đi trùng thì đéo, đi, lốc hết luôn rồi. Nhưng không sao, với những tình huống như này thầy cần được tất. Bên họ chỉ còn 2 người nữa thôi. Hai thằng thì hơi ít các em nhỉ. 20 thằng vào đây thầy cũng cần tất. Đằng sau có tiếng bước chân, á đủ mỡ dâng mồm mèo. Không ăn thì có lỗi với tổ tiên quá. Thằng này thầy bắn cho, đái ra quần rồi. Vẫn cố gắng bú liếm thầy tí. Không chạy đi thì thầy xin nhẹ cái nồi cơm điện nhé. Xử lý xong 3 thằng thì giờ chỉ còn một thằng cuối cùng thôi. Thằng này nó bắn hay lắm, nó cân 3 thằng bên thầy. Nhưng mà thầy sợ cái đầu bụi. Thanh niên bị thầy cho 3 viên vô chim đầu lắm rồi. Thầy có một bài kiểm tra cho các em đây. Trên tay thầy đang là lựu đạn hẹn giờ. Thằng địch nó đang núp sau thùng gỗ. Các em đoán xem trái lựu này có kết liễu được thanh niên đó không? Ấn đăng ký để chọn có, ấn like để chọn không. Trong 3 giây 3, 2, 1. Chúng ta cùng xem kết quả nào. Em nào trả lời đúng bằng cách đăng ký thì comment ID nhà, thầy sẽ có một phần quà đặc biệt cho các em. Ngày hôm nay mình đi ghép ngẫu nhiên và bất ngờ gặp được 3 bạn danh cao thủ. Nhưng bất ngờ mình phát hiện ra một bạn nữ bị mẹ ganh. Không những thế, bạn nữ còn cãi nhau với mẹ nữa chứ. Cái lớp nào con điên sẽ nghỉ game. Như con điên sẽ nghỉ Facebook. Điên xem cái gì thấy cái gì bắt đầu nói như chết thấy bao giờ ấy. Mình không hiểu lý do tại sao mà bạn nữ có thể nói với mẹ những câu như vậy. Khi bước vào round 1 thì đồng đội của mình đã lên bàn thờ ăn xôi và ngắm gà hỏa thân. Một mình thì không thể làm mà cân được 4 thằng này. Vì vậy mà mình cũng phải đi bán muối theo. Lúc này mình đang ở trên lầu và hỗ trợ cho đồng đội phía dưới. Nhưng bất ngờ bạn nữ số 2 bị gục. Bắn ngu bị gục, đéo hiểu sao này chửi mình nữa chứ. Bạn mà cứ với cái thằng số 1 đéo bắn được như thế nào nhỉ? Phía đầu bên kia mình phát hiện ra 4 tên địch đang giao tranh với đồng đội. Mình quyết định dùng trái lưu đạn để sán qua. Thì bất ngờ mấy tên địch đã bị dính lưu đạn của mình. Mình cố gắng đẩy qua. Thì bất ngờ mình đã bị một tên địch cho bay luôn cái nồi cơm điện. Bạn nam cuối cùng cũng không thể chịu được. Team mình đã thua với tỷ số 4-1. Hiển nhiên mình đã bị kích khỏi đội. Hành động của Bookzy Mobile và Free Fire giống nhau đến 99,9%. Theo bạn hành động bên nào đẹp hơn? Ấn đăng ký để chọn Free Fire, ấn like để chọn Bookzy, mà quên nút like và đăng ký của mình bị khóa. Bố nó rồi, bạn nào mà ấn được like và đăng ký trong 3 giây mình tặng luôn 580 kim cương nhé. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã like và đăng ký. Bây giờ chúng ta cùng xem nào. Từ trên máy bay ta đáp xuống vị trí, cũng chính là tâm điểm thành phố Bô Chinh Kỳ. Vào nhà lướt đồ cầm ngay khẩu mini, tiến thẳng lên xịt quên mà chả cần suy nghĩ. Kẻ thù ở đâu nhỉ? Tiến súng mở rồi hót. Công qua anh em không để tên nào sống sót. Nên né vị trí khu đồi cao cảng biển, bị một viên K98 vào đầu kẹo chết liền. Thỉnh rơi ngay giữa cánh đồng lúa gác ca. Những đội bay của quân sự cũng đã dần tiến qua. Đạn bay bị nén từ dầm dầm thanh phát ra. Càng ngày lại gần hơn cái nhãn tin gà tấn xa. Sau những trận chiến xác thịt phơi đầy đồng, muốn lên đồi sót bò thì các ngươi đừng hòng. Xe vẫn chạy về hướng cha này. Lên đòi tao nhất kê những chú nào đi qua. Đây là màn so sánh ao trình đến từ Free Fire và Bookzy Mobile. Các bạn thấy video nào đỉnh hơn? Ấn đăng ký để chọn Free Fire, ấn like để chọn Bookzy. Thì hiện tại, nút like và đăng ký của mình bị khóa rồi. Bạn nào có thể ấn được nút like và đăng ký trong 3 giây, mình sẽ tặng cho các bạn một phần quà nha. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã like và đăng ký nha. Bây giờ chúng ta cùng xem nào. Stand under my umbrella. Hello, hello, hey, hey. Under my, under my. Mời đẹp, mời đẹp.